Hôm nay có rất là nhiều loại đất giảm giá nè, cô chú anh chị và các em. Wow, cái này là rất là nhiều chị cần luôn nè. Hôm bữa giờ hỏi Út mua cái vàng ở đâu, Út thấy gạch cũng có giảm giá luôn nè, cô chú anh chị và các em. Hello cô chú anh chị và các em. Hôm nay Út với anh Tư Sài Thành đi Lowe's, đi coi có cây giống gì lạ mới mình thích rồi mình mua. Và nghe nói đất hôm nay có giảm giá nè. Út quay phim chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các em nha. Hôm nay mùa xuân cho nên bông rất là đẹp luôn, nhiều loại bông khác nhau. Út thích bông bướm bướm này lắm nè. Loại bông này á, người Mỹ họ trang trí thức ăn. Bông này ăn được luôn nha. Út thấy hôm nay họ có giá đặc biệt nè, cho tất cả các loại rau, hoa giống như là đậu, ớt rồi đó. Mình mua 2 chậu thì có 10 đồng thôi, mà mình mua lẻ là 6 đồng 98. Để Út chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các em một cái loại đậu này nha. Đậu này Út trồng qua rồi mà Út tự ươm hạt, gọi là snap bean ha, blue black bush. Có chữ bush này là đậu lùng đó cô chú anh chị và các em, tức là đậu bụi. Mình trồng không cần vàng, không cần leo dây đâu, nó thấp thấp mà trái dữ lắm luôn. Ăn rất là ngon nha, cái hiệu này trái to giòn ngọt dữ lắm. Mà họ ươm sẵn như vậy rất là rẻ luôn. Trời ơi, tới chín học như vậy nè cô chú anh chị và các em mà có 6 đồng 98 thôi. Mình mua một bịch đậu là organic á, họ bán cũng 2 đồng 99 rồi. Cà chua, ớt, đậu 5 đồng 98 một chậu luôn. Wow, trái cà chua này á, hình trái tim đẹp quá nè. Cherry tomato. Trái cà chua dễ thương quá nè, có trái luôn rồi. Đậu này ăn ngọt lắm, đậu thứ ngoài chợ Á Châu mình hay bán á. 5 đồng 98 cho 3 cây. Bên này thì cà chua nè, tất cả các loại cà chua. Cà chua ngọt của Út có chia sẻ rồi đó, thì loại này ăn rất là ngọt nha, cà chua bi. Út thấy ở đây họ có ươm bắp họ bán luôn nè. Bắp này thì bắp Mỹ, không phải bắp dẻo ha. 6 học ha. 6 học thì 5 đồng 98 mà mình mua 2 học thì có 10 đồng à. Mà cây cũng rất là tốt luôn nè. Bắp thường thôi. Út thích trồng bắp dẻo thôi. Một dĩ như vậy là 17 cây. Họ bán 5 đô. Dưa leo nữa nè. Tính ra rất là rẻ ha, so với mấy chợ kia là rẻ đó cô chú anh chị và các em. Dâu tây hôm nay họ đem về cũng rất là nhiều. Một chậu như vậy nè, 5 đồng 48. Bên này thì rất là nhiều loại ớt khác nhau nè, 5 đồng 48 một chậu. Ớt này nè, cay dữ lắm luôn, nhưng mà ăn rất là thơm. Ăn một chút thôi là cay nóng cổ luôn á. Ông xã Út thích ăn ớt này lắm nè. Ở nhà có ương lên được mấy cây rồi. Rồi bắt đầu ấm dần cho nên rất là nhiều cây giống họ đem về họ bán ha. Rất là nhiều loại rau thơm khác nhau nè, rau mùi đó. Tốt dễ sợ luôn ha. Ở trên này là dâu tây treo, 18 đồng 99 một chậu. Bên đây thì cà tím với lại dưa leo, nhiều dưa leo lắm luôn. Cây tốt dễ sợ luôn ha. Ôi, họ có bán đậu bắp nữa nè, đậu bắp ương sẵn luôn, 5 đồng 48, 4 cây nè cô chú anh chị và các em. Cây này cũng nhỏ nhỏ thôi nha. Đậu bắp cũng khó chịu nè, nó cũng bị héo mấy cây rồi nè ha, nó héo rất là nhiều luôn. Đó, mấy chậu luôn nè. Còn cái này là dưa hấu. Dưa hấu cái hiệu này nè, bữa hỏi Út mua về trồng á, ăn không có ngon. Nó không có ngon bằng cái loại màu xanh
màu xanh sọc trắng với lại vàng nha. Út không biết nữa, nhưng mà Út trồng cũng thấy ăn không ngon, bạn của Út trồng cũng ăn không ngon luôn. Cúc mà dạng bông hồng nè, đẹp quá chừng luôn. 8 đồng 98 chậu. Coi xa xa kia là họ để đất và phân đó của chú anh chị và các em, chuẩn bị bán cho mùa xuân này ha. Phân gà thì 3 đồng 18 một bịch nè, 1 cubic feet ha. Còn phân bò thì 2 đồng 48 cũng 1 cubic feet luôn. Mình về mình trộn chung với lại garden soil trồng rất là tốt luôn cô chú anh chị và các em ơi. Đất garden soil đang giảm giá. Loại đất này là mình trồng ở ngoài đất chứ không phải đất trồng trong chậu nha. Bón cho cây ăn trái, rau củ quả, bông hoa đều được hết luôn. Bịch đất này là đất nhỏ thôi, 0.75 cubic feet. Hôm nay á, họ để là mình mua 3 bịch, mình được 3 bịch free. Coi như là mình mua 6 bịch thì tính tiền 3 bịch thôi. Út coi thời, đây là cái ngày hết hạn đó ha. Bắt đầu là tháng 3 30 23 tới tháng 4 12 23. Cũng giảm giá khá là lâu đó cô chú anh chị và các em. Most hôm nay cũng giảm giá luôn cô chú anh chị và các em nha. Có màu nâu, màu đỏ, màu đen. Loại này thì bằng gỗ chứ không phải bằng nhựa. Mình mua về mình trải ở dưới gốc cây á, giữ ẩm cho cây. 5 bịch 10 đồng. Wow, rẻ quá chừng luôn. Rẻ hơn mấy chợ kia luôn nha cô chú anh chị và các em. Tranh thủ đi mua nha. Giờ Út đi vào bên trong, coi bên trong có gì nha. Nay giảm giá cho nên bà con đi rất là đông luôn. Út thấy loại phân này đang giảm giá nè. $19.48 mà giảm giá còn $12.98 ha. Giờ Út lại kiếm anh Tư Sài Thành coi nãy giờ không biết có kiếm được cây gì lạ mới hay không. Lại hàng cây giống nha cô chú anh chị và các em. Để Út coi coi có cái gì nha. Thấy cũng không có nhiều lắm. Cam nè. Cam này cam ngọt. Washington Navel Orange. Cây nhỏ thôi. 33 đồng 98 một chậu, rất là nhỏ, không phải dạng cam lùn nha. Cái này là cam cao. Còn bên đây là chanh nè, chanh Meyer, 33 đồng 98 một cây luôn. Thanh long rất là cao luôn. Ba nhánh đó cô chú anh chị và các em. Loại ruột đỏ nha, 36 đồng 98 nè. Kế bên đây là trái mơ, rồi cherry, bơm, mấy cây lê nè. Lê này thì lê thường, lê Mỹ chứ không phải lê của Hàn Quốc ha. Một chậu lê này thì họ bán giá là 39 đồng 98 một cây. Cây này cũng cao nè. Một loại thôi chứ không phải nhiều loại ghép với nhau nha.
có chị hỏi Út vậy chứ mấy cây lê á mình có cần thụ phấn hay không, thì á khi mà họ để á, cái chữ như vậy nè, near pollinator, tức là mình cần phải trồng hai cây để thụ phấn chéo cho nhau. Mình trồng một cây á, nhiều khi nó không có đậu trái nha. Thì mình mua đó, bất cứ cái cây gì mình dựa vào trong cái tờ giấy này họ nói với mình nè, đó mấy chữ này nè. Còn nếu mà họ nói không cần á thì mình cần mua một cây là đủ rồi. Nếu cần thì mình phải mua hai cây. Nhưng mà bây giờ Út thấy họ ghép, họ ghép hai ba loại với nhau á, mình mua một cây á thì nó thụ phấn chéo với nhau, nó đậu cao hơn. Tắc ngọt nè, cây nhỏ thôi không có lớn, 39 đồng 98 một chậu ha. Có cây đào long có trái rồi nè. Anh Tư Sài Thành nói có cây bưởi nè cô chú anh chị và các em ơi, để Út coi có cây bưởi gì. Trời, cái bưởi nhỏ xíu. Có khoảng 2 gang tay à. Star Ruby á. Ồ, bưởi Ruby nè mà không biết ngon không à. Ruột hồng ở trong, không biết ngon không á. Cô chú anh chị và các em có ai trồng bưởi này qua ngon không nói Út biết với nha. 33 đồng 98 cho cây bưởi này. Chắc anh Tư muốn mua cây bưởi này hay sao, ngắm nghía hoài cô chú anh chị và các em ơi. Lụm luôn. Lụm cây bưởi hồng. Anh nói ít có khi nào mà thấy cây bưởi ruột hồng giống vậy á. Đạo bưởi, tích ăn bưởi lắm. Ờ, bưởi này là không có hột luôn nè cô chú anh chị và các em nha. Siêu tầm, muốn siêu tầm nữa. Vút đi nó đâm cái xịt máu luôn á. Trời ơi mấy cái cây này lạ quá này cô chú anh chị và các em ơi. Nước kho bồng mình chắc kho bồng. Một cây thôi à, 56 đồng 98 luôn á. Cái này cũng chắc dạng xương rồng hay sen đá vậy ha. Trời ơi, bén lắm nha. Cái này không trồng đâu. Cái gì mà có gai bén không dám trồng. Giờ Út đi qua hàng đất và phân coi có giảm giá gì thêm nữa không. Có đất gì nè. Potting mix nè. Potting mix loại này đang giảm giá. $8.98 giảm còn 7 đồng nè. Hôm nay có rất là nhiều loại đất giảm giá nè cô chú anh chị và các em. Thêm một loại hôm nay họ giảm giá nữa nè. Loại này thì loại này 12 đồng 98, giảm giá còn 10 đồng 98. Loại này á, là dùng trồng trong chậu nha. Ngày hết hạn là tới tháng 5, 17, 23 lận, cũng hơi lâu đó. Hồi nãy là loại đất giảm giá trồng ở trong chậu, bây giờ loại đất này là trồng ở dưới đất nè. In-ground soil là trồng ở dưới đất nha. 10 đồng 98 giảm còn 8 đồng 98. Hết hạn cũng vẫn là tháng 5, 17, 23. Mấy loại kia thì Út thấy chưa có giảm giá. Hôm nay đất ở đây giảm giá rẻ mà Út không có mua được. Tại vì Út đi công việc, Út mua một số đồ ở sau xe đầy hết trơn rồi. Út sẽ trở lại mua sau. Út thấy gạch cũng có giảm giá luôn nè cô chú anh chị và các em. 1 đồng 4 cục luôn ha. Hết hạn cũng tháng 4, ngày 12, 23. Wow, cái này là rất là nhiều chị cần luôn nè. Hôm bữa giờ hỏi Út mua cái vàng ở đâu, để anh Tư Sài Thành cầm cho cô chú anh chị và các em xem nha. Cái này tới 14 cây luôn. Và có cái nẹp sẵn cho mình nè. Có nẹp sẵn ở trong này luôn. Mình nẹp vô thôi nha.
rất là tiện. Hôm bữa Út đi mua ở Daiso Japan đó, mà mình phải có hai loại, một loại cho cà chua và một loại cây. Còn cái này họ làm sẵn cho mình luôn. 24.98 đồng, chưa có thuế ha. Để mình coi coi chiều ngang chiều dài bao nhiêu nha. Cái này á là chiều ngang chiều dài nè, để Út quay chậm cho mọi người xem ha. Đó. Có thể làm cho vàng giống như là dưa leo nè, ớt ha, đậu đồ được luôn, rất là tiện nha. Dưa hấu luôn. Về mở ra rồi mình bắt vô thôi. Cái này mấy chị với lại mấy em làm được nè. Đặc biệt là cô chú lớn tuổi ha, dễ làm. Giờ Út với anh Tư đi tính tiền về, cô chú anh chị và các em ơi. Hôm nay xe không có chỗ cho nên không mua nhiều, mua hai thứ thôi. Ồ, ở đây họ bán mấy con ladybug nè cô chú anh chị và các em nha. Để mình thả ra cho nó ăn mấy cái con rầy. Con rầy á. Wow, về mình thả ra nhiều khi nó không ở giường mình mà nó qua hàng xóm nọ cái chết luôn. Bao nhiêu con coi, bao nhiêu con đây coi, 11.98 đồng nha cô chú anh chị và các em. Ai cần ladybug á, mình mua về mình thả trong vườn mình nha, cho nó ăn rầy đó. Giờ xe hết chỗ rồi, Út phải ôm cây bưởi luôn nè cô chú anh chị và các em ơi. Cô chú anh chị và các em ơi, giờ Út nhờ anh Tư xài thành gáp cái vàng vô cho Út nha, để cho cô chú anh chị và các em thấy được cái vàng như thế nào và có thích hay không. Nếu thích thì mình hãy đi mua nha. Bản thân Út thì rất là thích rồi đó, vì cái vàng này á thuế vô luôn á có khoảng 27 đô thôi, mình không cần làm gì hết trơn, mình chỉ cần tháo ra rồi mình bắt vô thôi, rất là dễ và tiện ha. Thì cái vàng này giống giống như cái vàng khổ qua của Út vậy đó. Năm trước Út cũng tự suy nghĩ rồi mình đi mua mấy cái cây này về mình bắt vô đó. Vàng này á, thì Út thấy họ nói mình là mình có thể làm 4 cách nè. Kiểu này ha, kiểu này, hoặc là mình dùng để mình dựng đứng cũng được, rất là tiện luôn. Và đặc biệt là mình không thích thì mình có thể tháo ra rồi mình dùng cho những thứ khác, giống như là dùng cây để chổi lên nè, hoặc là mình di dời ha, rất là tiện luôn. Rồi bây giờ Út nhờ anh Tư gáp vô nha. Mấy cái này gì ồ, mấy cái đồ bắt vô đó ha, mấy cái nẹp kẹp vô nè cô chú anh chị và các em. Ồ, hồi nãy có cái miếng giấy bít Út không thấy. Wow, họ cho mình luôn mấy cái phần này ha, để tháo ra coi. Và mấy cái cây nẹp ngang luôn nè. Mấy cái cây này á, bên trong là sắt đó cô chú anh chị và các em. Họ chỉ bọc bằng cái miếng nhựa bên ngoài thôi hả. Trong cái bịch nó có mấy cái này nè cô chú anh chị và các em, để mình để mấy cái đầu của cái cây này vô ha. Có hai cái đầu này, có hai phần nha. Ông xã Út nói là cái phần nhọn này á mình sẽ cắm xuống đất, còn cái đầu mà bằng này nè thì mình mới đút vô trong đây nha. Đó, mình mới bỏ nó vô trong đây giống vậy. Thì trước khi mình bỏ cái cây này vô trong cái này thì mình sẽ kẹp cái này lại, kẹp cái cây trước ha. Đó, giống như vậy. Có 4 cái thì mình chia ra mình kẹp 4 đoạn.
Trời lạnh quá cô chú anh chị và các em ơi. Tháng 4 rồi mà Bắc California vẫn còn lạnh, mà gió quá chừng luôn. Đứng đây mà muốn run luôn, mặc hai ba cái áo mà chịu không nổi. Giờ anh Tư bắt đầu gắn hai cái cây vô, vô hai cái đầu hồi nãy đó. Em cầm phụ. Rồi, em gắn đi. Đó, mình bung ra. Mình bung ra trước rồi xong mình gắn từ từ ha. Phần đó anh bắt vô luôn đi. Cái này mình bắt vô vậy ha. Mấy cái cục mà xanh xanh họ cho mình đó. Đó. Bắt vô vậy để mình bỏ cây vô nè. Bóp cái cây vô thôi. Anh Tư cũng bắt xong được một cây rồi nè. Giờ mình làm giai đoạn tiếp theo ha. Đó, cái cây này thì mình bắt ngang đây. Đó, mình bắt bốn cái nẹp ngang như vậy ha. Tiếp tục mình bắt mấy cái cục xanh xanh này vô nè, để mình gắm thêm một cái cây dài ngang nữa. Khi mà mình bắt mấy cái cây ngang này vô, mình thấy nó chắc chắn hơn hồi nãy lắm á. Còn một ít nẹp ngang nè, mình thích thì mình có thể bắt thêm. Khi mà dây của mình nó bò lên tới đâu thì mình bắt tới đó. Cái này mà mình gắm xuống đất á, thì nó vững lắm nè. Tại vì Út để Út gáp ở trên đây cho nên nó mất thăng bằng ha. Anh Tư nói cái chỗ này nè, cô chú anh chị và các em, mình mua một cái sợi dây chắc chắn ha. Mình móc nó vô đây để mình buộc nó, rồi mình buộc xuống đất, giống như là mình giữ vững thêm cho cái vàng mình đó. Giờ ở nhà không có dây cho nên anh Tư lấy sợi dây này buộc đỡ, làm mẫu cho cô chú anh chị và các em xem thử nha. Đó, mình buộc giống như mình mới mua cái loại dây mà nó không bị mục á. Giống như vậy nè. Đó. Dễ ha. Có bốn tổng cộng là bốn cái chấu này nè. Một cái bên đây, một cái bên đây, thì mình buộc hai sợi dây hai bên là xong. Vàng mình chắc chắn và không có sợ nó bị ngã hay là gió gì ha. Mấy cái ô này Út thấy nó hơi lớn nè. Mai mốt mình mua thêm mấy sợi dây. Cái mình buộc chính giữa mấy cái ô, để cho mấy cái đọt cây á, khi mà nó phát triển nó bò dọc lên trên đây luôn. Rồi trái á, thì nó phủ lòng thòng xuống dưới đây ha, dễ thương lắm luôn. Đó. Hoặc là mình có thể mua thêm mấy cái cây mình nẹp ngang nó như vậy nữa, tùy thôi. Thì tùy cái cây mình nó phát triển nhiều thì mình làm thêm. Tạm thời là cái vàng như vậy là xong rồi ha. Đó, rất là đơn giản và rẻ tiền. Cái vàng này Út nghĩ chỉ trồng cho được những loại dây leo, trái nhẹ nhẹ thôi. Chứ còn mà bầu, bí đồ thì nó hơi nặng, không có thích hợp cho cái vàng này. Nhưng mà mình thích thì mình có thể thử nha. Giờ Út xin dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các em rất là nhiều đã luôn thương yêu và ủng hộ Út trong suốt thời gian qua. Chúc cô chú anh chị và các em luôn được nhiều sức khỏe, bình an. Và hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các em trong video tiếp theo. Bye bye.